kinh hoàng, trứng giả làm từ Trung Quốc đầu độc cả Việt Nam, ăn là sinh bệnh thọ non chết đột tử. Xin kính chào bà con cô bác đang theo dõi trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Cô bác thân mến, hiện nay tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm chứa thuốc bảo vệ thực phẩm tràn lan đang là vấn đề khiến cho các bà nội trợ hết sức lo lắng. Và thật là khó để có thể nào phân biệt được, nhất là những bà nội trợ còn thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt là hiện nay, có những thực phẩm thường ngày, ví dụ như gạo, thịt, rượu và thậm chí là trứng gà vẫn được làm giả của bác ạ. Và theo các chuyên gia, trứng gà giả đến từ Trung Quốc, trứng gà ủ hóa chất độc hại được bày bán tràn lan trên thị trường, xen lẫn với trứng gà bình thường, khiến cho người tiêu dùng của chúng ta vô tình tiêu thụ những sản phẩm độc hại này, dần dần ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thậm chí có thể mắc nhiều căn bệnh nghiêm trọng, đó là ung thư. Vậy thì trứng gà làm từ Trung Quốc có tác hại như thế nào cho sức khỏe và làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được đâu là trứng gà thật, đâu là trứng gà giả? Để có câu trả lời, mời cô bác cùng với An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay. Từ xưa đến nay, trứng gà vẫn luôn là nguồn protein dồi dào và chứa một số loại axit tốt cho hệ miễn dịch. Đặc biệt đối với chị em phụ nữ thì lòng trắng trứng chính là thần dược giúp chống lão hóa cho làn da. Protein trong trứng còn có vai trò quan trọng trong việc sửa chữa mô và thắt chặt da. Đây cũng là món ăn vừa rẻ tiền, vừa dễ chế biến và được lòng cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Tuy nhiên hiện nay, trứng giả đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Đặc biệt khi mới đây, tại tỉnh Lào Cai vừa xuất hiện tình trạng một số người ngộ độc sau khi ăn trứng gà nghi là giả. Cách đây không lâu, anh Khánh có lên Lào Cai làm việc, anh có vào một quán phở để ăn sáng, người phục vụ mang đồ ăn ra. Anh nhận thấy quả trứng ốp lép có vẻ to hơn những loại trứng thông thường. Lòng đỏ cũng có lớp trắng ngoài bao quanh. Nhưng khi động vìa vào, lòng đỏ tan rất nhanh. Khi ăn xong, khoảng 9 giờ, anh bắt đầu đau bụng dữ dội, mặt tái mét, mồ hôi túa ra và ngay sau đó bị tiêu chảy. Lúc 15 giờ và 18 giờ cùng ngày, anh đau bụng trở lại và chỉ cầm được sau khi dùng trà gừng. Khi vào viện mới biết anh đã ăn phải trứng gà giả đến từ Trung Quốc của bác ạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tác hại của trứng gà giả Trung Quốc và trứng gà ủ hóa chất là khôn lường, chúng có thể gây phá hủy gan thận, thậm chí là ung thư thọ non. Trứng gà giả hay còn gọi là trứng gà nhân tạo có lòng trắng trứng được tổng hợp, pha chế từ nhiều loại hóa chất như axit hữu cơ, cellulose và các chất phụ gia như phèn chua, keo, sắc tố chanh, sắc paraffin, bột thạch cao. Theo các chuyên gia y tế, những trứng gà giả này không những giá trị dinh dưỡng thấp mà còn chứa độc tố và nếu ăn nhiều, phèn chua trong trứng sẽ làm giảm trí nhớ, thậm chí dẫn đến đần độn. Thứ hai là đối với trứng gà ủ hóa chất. Ủ hóa chất có thể giúp làm lòng đỏ trứng trở nên đỏ hơn hoặc các hóa chất tẩy trắng vỏ trứng như axit acetic để hôi biến trứng gà công nghiệp thành trứng gà ta để nâng giá thành lên cao hơn. Nhưng việc này hiển nhiên là rất hại cho sức khỏe. Ngoài việc giá trị dinh dưỡng của trứng gà bị biến đổi, thì hàm lượng hóa chất vẫn còn tồn lưu trong trứng gà qua việc thẩm thấu qua lớp vỏ trứng. Khi tiêu thụ càng nhiều thì đồng nghĩa với việc cơ thể bạn đang tích lũy càng cao những hóa chất độc hại làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm về sau. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được đâu là trứng gà giả, trứng gà tổng hóa chất và đâu là trứng gà thật? Để phân biệt trứng gà thật và giả, cô bác hãy ghi nhớ một vài mẹo vặt An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ dưới đây nhé. Đầu tiên là cách phân biệt trứng gà giả làm từ cao su. Cô bác có thể phân biệt trứng thông qua màu sắc. Trước khi đi ra chợ, các bà nội trợ phải nên có nhận định chính xác về hình hài cũng như màu sắc của trứng gà thật, nhất là phần vỏ trứng. Trứng gà ta thật có màu ngả, đồng thời trắng hồng phơn phớt, có cảm giác màu trứng hơi tối chứ không trắng sáng đẹp rực rỡ như trứng gà giả. Trứng giả có màu sáng, nhợt nhạt, trông màu rất dạn. Quả trứng thật có màu trắng đến trứng gà, khi sờ lên bề mặt vỏ thì trứng thật nhẵn, còn trứng giả thô ráp và cứng hơn. Phân biệt bằng cách soi trứng. Cô bác có thể phân biệt trứng giả và thật bằng phương pháp soi trứng. Cách làm này cũng không mấy phức tạp. Hãy đưa trứng gà lên gần ánh sáng mặt trời hoặc bóng đèn điện vàng, sau đó dùng cuốn vở cuốn tròn lại hoặc cũng có thể cuộn tròn trong lòng bàn tay. Cốt yếu là tạo ra một chiếc ống nhòm để soi trứng. Nếu là trứng gà đích thực, khi soi lên, cô bác sẽ nhìn thấy trứng có màu hồng và chính giữa là một chấm hồng rất dễ dàng nhìn thấy. Lòng đỏ rất nhẵn, không hề gập ghềnh như trứng gà giả. Một điều đặc trưng của trứng gà thật mà không có một công nghệ hiện đại nào có thể làm giả, đó là trên đầu to của trứng gà thật có một lỗ hổng.
Đây được biết đến là một túi khí và tất nhiên trứng gà giả không hề có những dấu hiệu trên. Ngoài ra vì không có túi khí nên khi lắc nhẹ trứng gà giả có tiếng động thô và không rung. Phân biệt qua mùi của trứng. Khi đập hai quả trứng gà thật và giả ra hai chén khác nhau, cô bác sẽ thấy trứng thật có lòng đỏ trứng đồng đều, còn nguyên hình cầu và hơi dẹp xuống, có tính đàn hồi tốt, ranh giới giữa lòng đỏ và lòng trắng trứng đều. Khi đổ ra đĩa, trứng thật không bị vỡ và vẫn giữ nguyên hình cầu. Còn trứng giả khi đập ra thì lòng đỏ khó có thể tạo được hình cầu, rất loãng và dễ bị tan. Dùng đũa gắp thử thì lòng trắng dễ bị đứt rời, không kết dính như trứng bình thường. Trứng giả có mùi hóa chất khó chịu cùng một mùi số lạ, trong khi trứng thật có mùi tanh tự nhiên. Phân biệt bằng cách luộc trứng chín. Nếu luộc quả trứng thật lên thì lòng trắng trứng sẽ săn lại và tạo thành một chất albumin trong lòng trắng trứng. Lòng đỏ và lòng trắng có thể tách biệt riêng hai phần. Còn trứng giả không thể tạo được albumin, lòng đỏ trứng trở nên dai và cứng bất thường. Ranh giới giữa lòng đỏ và lòng trắng như hòa vào nhau, không thể tách biệt rõ rệt giữa hai phần. Thứ hai, cách phân biệt trứng gà bị ngâm hóa chất và trứng gà ta sạch. Cô bác có thể phân biệt dựa trên kích thước. Trứng gà ta thường có kích thước nhỏ hơn trứng gà công nghiệp rất nhiều, hình dáng thon chứ không căng tròn. Khi cầm trứng lên, bạn sẽ cảm thấy trứng gà ta tuy nhỏ nhưng nặng tay, trong khi trứng khác có cùng kích thước hoặc màu sắc thì sẽ nhẹ tay hơn. Dựa vào phần vỏ trứng, trong bề ngoài, bề mặt trứng gà ta thật nhẵn, bóng, trong khi trứng làm giả có các lỗ khí trên bề mặt lớn hơn. Vỏ trứng gà ta có màu phớt hồng, với trứng mới có cảm giác trứng có lớp phấn mỏng ở trên bề mặt, đưa lên soi trước ánh sáng. Màu phớt hồng của trứng rất rõ ràng. Độ cứng cáp của vỏ trứng gà ta cao hơn nhiều, chứ không mỏng manh như trứng gà công nghiệp được ngâm hóa chất. Phân biệt bằng cách đập trứng và ngửi mùi hương. Khi đập trứng ra, lòng trắng và lòng đỏ của trứng công nghiệp sẽ loãng và nhạt màu nhanh hơn, trái với màu trong suốt và độ sánh keo của trứng gà ta thật. Trứng gà ta thật khi ngửi thấy sẽ thấy mùi tanh đặc trưng của trứng, còn nếu trứng gà công nghiệp tẩy trắng sẽ có mùi tựa như cám công nghiệp trong thức ăn của gà. Ngoài ra, cô bác cần lưu ý chọn mua trứng gà chất lượng và an toàn, đó là nên chọn mua ở những địa chỉ đáng tin cậy, thậm chí là các trang trại hộ gia đình nếu cần nhu cầu trứng gà lớn. Nên chọn mua những loại trứng có kiểm dịch, có thương hiệu, được bán ở những địa chỉ tin cậy như siêu thị hoặc tạp hóa lớn. Chọn mua những trứng mới, không nên chọn trứng sắp hết hạn sử dụng. Hơn nữa, tuy trứng gà rất bổ dưỡng và có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn ngon, nhưng bạn cũng không nên ăn trứng quá nhiều. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, cô bác chỉ nên ăn từ 1 đến 2 trứng một ngày tùy vào thể trạng. Khi trứng có biểu hiện hư, có mùi lạ, bạn tuyệt đối không nên ăn vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô bác có thể chọn cách bảo quản trứng gà trong ngăn mát tủ lạnh và bảo quản trong khoảng 3 đến 5 tuần. Khi đặt trứng vào khay để bảo quản, cô bác nên đặt đầu nhỏ của trứng xuống dưới. Bên cạnh đó, cô bác có thể tham khảo thêm 4 món ngon chế biến từ trứng, không chỉ ngon, lạ miệng mà còn rất giàu dinh dưỡng đó ạ. Đầu tiên là món trứng ngâm tương. Món ăn này xuất phát từ Nhật Bản và Hàn Quốc, là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tôi đã từng thử làm món trứng ngâm tương này, tưởng không ngon mà khi ăn ai cũng tấm tắc khen cô bác ạ. Đặc biệt với những cô bác nào bận rộn thì đây là món ăn rất dễ làm và cực kỳ thuận tiện đấy ạ. Cách làm trứng ngâm tương vô cùng đơn giản, dễ làm. Cô bác chuẩn bị 5 đến 6 quả trứng gà, có thể thêm cả trứng cút nếu thích. Luộc trứng gà với nước sôi trong vòng 5 phút để trứng có lòng đào dẻo ngon béo ngậy. Sau đó vớt trứng ra, ngâm vào nước đá lạnh. Nếu cô bác dùng trứng vịt thì luộc 7 phút nhé. Tiếp theo chuẩn bị nguyên liệu ngâm trứng, thái sợi hành tây, hành lá, hành tím vừa ăn, ớt thái khoanh nhỏ vừa ăn. Cô bác chuẩn bị nước ngâm trứng theo công thức như sau: 2/3 chén nước tương, 1/2 chén nước lọc, 50g đường, khuấy đều cho hỗn hợp tan. Tiếp theo đó, cho trứng, hành tây, hành lá, hành tím và ớt vào hỗn hợp nước ngâm ủ trong 5 đến 6 tiếng, cho vào tủ lạnh ăn dần. Đơn giản đúng không nào? Trứng béo ngậy quyện cùng nước tương đậm đà ăn rất hấp dẫn. Phần nước sốt còn lại có thể dùng để xào rau, thịt hoặc là mì. Món ăn thứ hai rất quen thuộc với cô bác, đó là trứng gà xào cà chua hoặc canh trứng gà. Canh trứng cà chua là một món ăn rất dễ làm, ngon miệng và nhìn rất đẹp mắt. Phần trứng bồng bềnh trôi lơ lửng nhẹ nhàng trong canh cùng với cà chua nên còn được gọi là món canh mây. Cách làm thì rất đơn giản mà tôi chắc là cô bác nào cũng đã nắm được rồi. Đầu tiên, cô bác đập trứng vào tô, cho thêm 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, 1/2 muỗng đường. Cà chua thì rửa sạch, thái
thái muối cau, cà chua vừa ăn, hành tím băm nhuyễn, hành lá cắt nhỏ. Bắt dầu nóng, phi thơm hành tím, cho cà chua và xào đảo đều trong 2 phút, nêm thêm gia vị cho vừa khẩu vị. Sau đó cho vào nồi 1 lít nước lọc, đậy nắp đun sôi. Đổ trứng đánh đều vào nồi canh đang sôi khuấy đều để trứng không bị lắng xuống đáy nồi. Tắt bếp cho hành lá và tiêu xay vào sau cùng. Món canh cà chua trứng sẽ rất ngon khi ăn lúc nóng. Cùng thưởng thức thành phẩm thôi nào. Thêm một món ăn độc đáo nữa là trứng chiên sốt nước mắm. Trứng lòng đào béo ngậy, mềm mượt, hòa cùng nước sốt mặn ngọt rất kích thích vị giác. Món ăn này cùng với cơm, mì hay bánh mì đều ngon lắm của bạn ạ. Cách làm trứng chiên sốt nước mắm tỏi đơn giản. Chuẩn bị nước sốt theo công thức 2/3 chén nước lọc, 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng tiêu, 2 muỗng tương ớt. Khuấy đều để hỗn hợp hòa tan vào nhau. Tiếp đến cho dầu ăn vào chảo. Ốp la trứng trong vòng 2-3 phút, giữ lòng đỏ trứng gà để tăng thêm vị béo ngậy, sền sệt, thơm ngon nhất. Phi thơm hành tím và tỏi băm nhuyễn. Cho hỗn hợp đã chuẩn bị ở bước 1 vào đun sôi 3 phút. Cuối cùng cho trứng vào chiên, vào nồi đun nhỏ lửa. Đến khi nước sền sệt lại thì tắt bếp, chuẩn bị cơm nóng thưởng thức thôi nào. Bên cạnh đó, cô bác cũng có thể làm thử món trứng gà xào dưa chua thơm ngon lạ miệng nhé. Vị béo bùi và ngậy của trứng gà cùng vị chua chua thanh thanh của dưa muối chắc chắn sẽ khiến cô bác thích mê đấy ạ. Cách làm món trứng xào dưa cải chua ngon lạ miệng. Rửa sạch dưa cải với nước nhiều lần để bớt vị chua của dưa cải. Sau đó thái sợi nhỏ dưa cải vừa ăn theo sở thích để ráo. Bắt chảo phi thơm tỏi băm nhuyễn. Sau đó cho dưa cải xào đảo đều 5 phút. Cho trứng gà vào xào chung với dưa. Đảo đều tay liên tục để trứng hòa quyện vào dưa cải. Cho gia vị 3 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường vào xào chung trứng dưa cải. Tắt bếp cho thêm hành lá, tiêu cho thêm món ăn thêm hấp dẫn. Nhìn chung, trứng là mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ rất nhiều, góp mặt trong rất nhiều món ăn hay bánh. Chính vì thế nên cần cẩn trọng trong việc lựa chọn nguồn trứng sạch để góp phần đảm bảo lợi ích sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh. Tuy nhiên hiện nay, không chỉ trứng gà mà trứng vịt cũng có thể làm giả. Do vậy các mẹ cần trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để có thể phòng tránh việc mua nhầm hàng giả, không chỉ tiền mất tật mang. Phần lớn trứng giả được làm từ các loại hóa chất nguy hiểm cho cơ thể. Do đó nếu ăn nhầm phải rất có thể dẫn đến ung thư, tim mạch và hệ thần kinh. Hy vọng một vài mẹo nhỏ trên đây sẽ giúp cô bác thông thái hơn nữa mỗi khi ra chợ nhé. Cô bác thân mến, như tôi đã chia sẻ thì hiện nay có rất nhiều thực phẩm bị làm giả hoặc tẩm hóa chất. Thế nên ngoài trứng gà giả như tôi đã chia sẻ ở trên, cô bác cũng cần lưu ý đến 5 thực phẩm rất hay bị làm giả và tẩm hóa chất để thu lợi nhuận dưới đây. 1. Ruốc thịt làm từ bã sắn dây được bán với giá thành rất rẻ nên được những hộ kinh doanh thực phẩm ưa chuộng. Ruốc thịt trà bông là mặt hàng được bày bán phổ biến, được nhiều người ưa thích vì tính tiện lợi. Nhưng nhiều người chỉ vì chút lợi ích trước mắt mà đã không ngần ngại sử dụng bã sắn dây cùng bột ngọt, hương liệu, chất tạo màu để biến hóa thành ruốc xịn nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, việc ăn bã sắn dây sẽ làm cản trở hấp thụ dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa gây ngộ độc. Do đó, cô bác nên tỉnh táo và tinh ý khi mua ruốc. Cụ thể, ruốc giả làm từ bã sắn dây thường có màu nhờ nhờ, nhạt. Khi cho vào nước, chúng sẽ mềm nhũn nhanh chóng, chuyển dần từ vàng ươm về trắng bợt, giống bã sắn dây. Ruốc giả sợi to, tròn hơn và không bông, tơi xốp như đồ thật. Khi ăn, ruốc giả có vị chát hoặc ngọt lạ nhờ hương liệu bột ngọt, phóc môn ngâm tẩm chứ không có vị ngọt thơm của thịt. Đặc biệt, sợi ruốc sắn dây càng nhai sẽ càng thấy dai. Thứ hai, gạo giả làm từ nhựa. Gạo là loại thực phẩm chủ yếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của người châu Á. Những tưởng đây là loại thực phẩm không ai nghĩ đến chuyện làm giả, nhưng sự thật lại tàn khốc hơn thế. Cách đây không lâu, một loại gạo giả đã được phát hiện tại Trung Quốc. Theo đó, loại gạo này được làm từ hỗn hợp khoai lang, khoai tây, sau đó được đúc thành hình có cùng kích cỡ với hạt gạo. Các chuyên gia nhận định loại gạo này gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con người bởi nhựa polymer rất khó tiêu. Để phân biệt, cô bác chỉ cần ngâm gạo với nước một thời gian, gạo thật sẽ chìm và trương nở, nhưng nếu là gạo giả sẽ nổi lên trên. Hoặc nếu cho gạo lên chảo rang, gạo giả dưới sức nóng sẽ chảy ra, còn gạo thật sẽ chín và có mùi thơm đặc trưng. Bên cạnh đó, hạt gạo giả thường dài, nhỏ hơn nhiều so với gạo thường, trắng sạch và hạt đều hơn bình thường. Thứ ba, mực giả làm từ cao su.
Mực gia công được làm vô cùng tinh vi khi có hình dáng, màu sắc, độ dai và mùi vị giống y như mực thật. Tuy nhiên, nếu tinh ý, cô bác có thể nhận ra mực khô giả có kích thước nhỏ hơn, phần phía đuôi mực khô dễ dàng bóc ra do được dính bằng keo. Sờ vào mực giả, cô bác có cảm giác nó hơi đàn hồi giống với cao su, trong khi mực thật thì cảm giác mềm bay của thịt. Quan sát kỹ, phần râu mực không có độ quan tự nhiên như mực bình thường, không có mắt mực và hạch mực tự nhiên. Đặc biệt, khi ngâm mực giả vào nước, sẽ thấy hiện tượng lớp phấn trắng bên trên trôi tuột ra ngoài, sờ vào thân thấy nhấp nhấp và con mực hiện nguyên hình là miếng cao su. 4. Thịt lợn đội lốt thịt bò và được tẩm hóa chất tạo màu tạo mùi. Câu chuyện thịt lợn giả làm thịt bò là nỗi bức xúc của không ít người khi họ phải trả tiền cho thịt bò nhưng nhận về lại là thịt lợn. Và càng nguy hiểm hơn nếu những nguyên liệu làm giả thịt bò như thịt lợn xề, thịt trâu chết bằng cách tẩm hóa chất tạo màu. Để phân biệt, đầu tiên cô bác cần quan sát thật kỹ miếng thịt. Thịt bò thật có màu hồng đậm hoặc đỏ au, trong khi thịt bò giả dù được tưới huyết bò nhưng màu vẫn sẽ nhạt hơn. Thớ thịt bò bé và dài, mỡ màu vàng nhạt, thịt lợn xề có thớ to và ngắn, nhìn không mịn, mỡ màu trắng đục. Thịt trâu giả thịt bò có màu đen sẫm, thớ thịt to và thô, phần mỡ có màu trắng. Tiếp đến là ấn nhẹ vào miếng thịt. Thịt bò thật sẽ dẻo, khô, ít tính đàn hồi và dính tay. Còn thịt bò giả, ấn tay vào thấy mềm, bở, không có cảm giác thịt dính vào tay. Khi miết tay vào miếng thịt, sẽ thấy có phẩm màu ở tay. Thái miếng, phần thịt bên trong nhạt màu hơn so với phần thịt ở ngoài. Thịt không dính vào dao và có nước rỉ ra. Phần thịt như thế này, cô bác tuyệt đối không nên mua. Và thứ 5, bạch tuộc cao su. Phải công nhận rằng bạch tuộc nướng là món khoái khẩu của không ít bạn. Tuy nhiên, ít ai ngờ, món ăn tưởng chừng dễ kiếm này, dễ tìm cũng là mục tiêu làm giả của nhiều người. Tuy nhiên, bạch tuộc giả thường rất dai, từ lên mũi người không thấy mùi tanh đặc trưng như loại bạch tuộc thông thường. Hơn nữa, loại bạch tuộc giả thường có màu trắng xám, nhợt nhạt như hàng bị ươn. Phần thân của bạch tuộc mỏng và không rõ hình dáng. Râu của bạch tuộc khá dài, mềm nhũn. Khi nướng, bạch tuộc sẽ co nhúm lại như mù cao su và không có mùi vị gì. Các bác thân mến, với vấn nạn thực phẩm giả, thực phẩm bẩn như hiện nay, để đảm bảo cho sức khỏe gia đình, các bác và đặc biệt là những bà nội trợ đảm đang nên trang bị cho mình một số kiến thức phân biệt giữa thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn, phân biệt các loại thực phẩm được làm giả để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.